Mình chào tất cả quý bạn khán giả của kênh Bí Mật Dị Tây, nơi chia sẻ những kiến thức về xem tương tay và tử vi miễn phí. Thời gian vừa qua đấy thì cũng có một số bạn có nhắn tin là yêu cầu kênh là làm một cái bài để nói về cái đường chỉ, gọi là cái đường chỉ định mệnh, hay cái còn gọi có cái tên khác đó là cái lằn màng đạo, hoặc là đường chỉ may mắn, hoặc là đường thổ tinh. Thì cái tính chất của cái đường chỉ này đấy thì nó được rất là nhiều cái tài liệu khai thác, và bởi vì nó là một cái trong những cái yếu tố quan trọng để cái người xem tương tay đấy căn cứ vào đó để mà đưa ra những cái nhận xét, những cái luận đoán về cái cuộc đời của mỗi người. Thì như các bạn biết ấy, thì trên cái tương tay chúng ta thì chúng ta chỉ có ba cái đường chỉ căn bản thôi, đó là đường thiên, đường địa và đường nhân, mà chúng ta thường hay nói là đường đường tâm đạo, đường trí đạo và đường sinh mệnh, đúng không? Này. Tuy nhiên có một cái những cái đường chỉ phù khác mà nó lại đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cái tương tay, phải kể đến, đó chính là cái lằn màng đạo, mà cũng có một số cái tư liệu sách thì người ta gọi là cái đường chỉ may mắn, hay gọi là đường chỉ thành công, hoặc là đường thiên mệnh. Đấy, thì theo tìm hiểu của tôi ấy, theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì tôi thấy lấy cái tên đó là cái đường chỉ thiên mệnh thì nó sát thực hơn. Đấy. Bởi vì cái việc mà có được cái người xuất hiện cái đường chỉ thiên mệnh này đấy, thì không phải là nó xuất phát từ cái cổ tay của chúng ta ha, cổ tay, và đi lên hướng đến cái gọt thổ tinh, thì không phải là ai có đường chỉ này cũng đều tốt cả. Đấy, cũng đều tốt cả. Và thậm chí đôi lúc có nó lại là những cái đem lại cái sự không may mắn cho chủ nhân của bàn tay. Đấy. Vậy hôm nay tôi sẽ phân tích những cái yếu tố nào để tạo ra cái sự may mắn, và yếu tố nào thì đem lại cái sự rắc rối cho cuộc đời của chính cái chủ nhân có cái đường gọi là cái đường thiên mệnh này. Đấy. Thì trước khi đi vào cái phân tích điều này đấy, tôi cũng xin bật mí cho quý bạn để chúng ta có một cái cách nhìn cơ bản trước về cái đường chỉ thiên mệnh này. Tại sao người ta nói là đường chỉ thiên mệnh? Đấy. Và không phải trên bàn tay ai cũng có đường chỉ này. Thì thông thường đấy thì chúng ta phải, trên bàn tay của chúng ta thì chúng ta phải phân biệt được cái đường thiên mệnh đó nó nằm trên bàn tay nào, đó là bàn tay tiên thiên hay là bàn tay hậu thiên. Thì để xác định được bàn tay tiên thiên ở đâu và bàn tay hậu thiên ở đâu đấy, thì theo cái cách của cân bí mật chỉ tay thì tôi lấy hai bàn tay ha, cho lòng vào nhau như thế này, và xem cái ngón tay tay cái nào mà nằm ở phía dưới thì đó là bàn tay thuộc hậu thiên, còn bàn tay nào mà ngón tay cái nằm phía trên thì đó là bàn tay tiên thiên. Thì khi mà cái đường thiên mệnh mà nó nằm trên bàn tay tiên thiên thì nó cũng có ý nghĩa khác với khi nó nằm trên bàn tay hậu thiên. Đấy. Và tất nhiên là cũng có những người cả hai bàn tay đều có, nhưng điều đó không phải là tất cả. Có người chỉ có trên một bàn tay mà thôi. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ phân tích ra thành ba cái trường hợp ha. Trường hợp thứ nhất là trên bàn tay tiên thiên có mà bàn tay hậu thiên không có. Trường hợp thứ hai là bàn tay hậu thiên có và bàn tay tiên thiên thì không có. Trường hợp số ba đó là cả hai bàn tay đều có. Đấy. Thì vậy đối với cái người mà trên bàn tay tiên thiên mà có đấy, tiên thiên,
mà có, thì nó nói lên rằng cái người đó đấy, cái người đó, cuộc đời của họ, cuộc đời của họ nó sẽ gắn liền với một cái, một cái định mệnh, một định mệnh. Một cái định mệnh này tốt hay là xấu thì còn phải xem coi cái đường chỉ đó đẹp hay là xấu. Đấy, đẹp là sao? Đẹp có nghĩa là cái đường thiên mệnh đó nó chạy một mạch từ phía dưới hoặc là ở giữa cũng được, nhưng mà nó chạy một mạch lên đến cái gò thổ tinh, không bị cản phá. Cái độ đầm của nó đấy thì nó phải phải đầm đều, đầm đều, không bị gì, không bị bị nhạt dần, không bị chỗ đầm chỗ nhạt. Đấy, thì đối với cái người mà bàn tay tiên thiên có được cái đường thiên mệnh mà nó đều như vậy, đều và đẹp, thì nó nói rằng cái cuộc đời của mình ấy, mình ấy, nó giống như là cái mọi sự đấy, nó giống có một sự an bài sẵn. Mình khó mà thoát ra được cái sự an bài đó. Đấy, nếu mà phía cuối đường thiên mệnh đó mà nó đầm hơn, nó đầm hơn, thì cái cuộc đời của người này ấy, họ ảnh hưởng rất lớn từ phía gia đình của mình, họ không thoát ra khỏi được cái bóng của gia đình. Đấy, chẳng hạn như gia đình làm cái gì, có cái truyền thống nào đó, thì mình chỉ có theo cái truyền thống đó thôi. Mình khó thoát ra khỏi được cái khuôn khổ, người ta thường hay gọi là cái vùng an toàn của mình ấy, không có thoát ra. Đấy. Vậy cái trường hợp mà trên bàn tay tiên thiên mà có, nhưng lại là cái đường chỉ mà nó bị xấu thì sao? Có nghĩa là bị cắt phá, bị đứt khoảng. Đấy, thì đó là một cái dấu hiệu không tốt cho chính cái cuộc đời của mình. Thì có nghĩa rằng cái cuộc đời của mình ấy, một cái người chủ nhân đó đấy, họ thường hay rơi vào những cái hoàn cảnh gọi là hoàn cảnh bất khả kháng. Đấy, hoàn cảnh mà mình bị thụ động để đón nhận nó, mà mình xoay sở khó khăn. Còn cái sự xoay sở nó qua như thế nào, có tốt đẹp hơn hay không, thì các bạn phải xem coi là gì, xem coi từng cái thời điểm. Ví dụ như chúng ta chia ra từ phía dưới mà lên đến cái đường trí đạo, đường trí đạo này, thì xác định là cái thời kỳ của tiền vận, khoảng từ trí đạo đến đường tâm đạo đấy, khoảng từ trí đạo đến tâm đạo là thời trung vận, và từ phía trên này là thời hậu vận. Đấy, thì nếu mà phía dưới mà nó xấu nhưng mà qua đến cái phần trung niên mà nó tốt lên, thì có nghĩa rằng là mình có được cái cơ hội để mà cải thiện được cái hoàn cảnh. Đấy, và còn cải thiện được hay không thì các bạn phải xem qua, coi cái bàn tay của hậu thiên, xem nếu trường hợp nó có đường thiên mệnh đó, thiên mệnh hay không. Mà nếu có một cái thời điểm đó là nó tốt đấy, thì có nghĩa là cái cơ hội thành công của mình có. Còn dạ dù như đường ở phía bên bàn tay hậu thiên nó cũng xấu nữa, thì các bạn cần phải đề phòng. Đề phòng những cái trường hợp là mình, người ta kêu là tứ cố vô thân, rơi vào trường hợp đôi lúc có gia đình, có anh em, nhưng mà người ta không thể nào mà giúp được mình. Đấy, mình trở nên là cái người phải giống như là bơi một con thuyền ở giữa biển vậy. Đấy, bởi vậy mà các bạn cần phải biết để mà đề phòng những cái việc không tốt đến với cuộc đời mình trong cái thời điểm đó. Cái trường hợp thứ hai đó là cái trên người mà trên bàn tay hậu thiên nó có, bàn tay hậu thiên nó có mà bàn tay tiên thiên không có. Đấy, thì đối với cái trường hợp này đấy, thì thông thường cuộc đời của người đó đấy, thì khi mà bước vào cái thời kỳ trung vận trở đi, có nghĩa là từ thời điểm 25 tuổi đổ lên ra đến 50, thì người đó, bản thân của người đó sẽ có những cái sự thay đổi trong cái, một là cái tính cách của mình. Đấy, cái thứ hai là có những cái sự thay đổi trong cái chí hướng của bản thân mình. Mặc dù
họ cứ nghĩ rằng họ đang đang thay đổi số phận, nhưng mà thực ra họ đang đi theo cái một cái sự sắp bày khác của số phận. Đấy. Bởi vì đường thiên mệnh lúc này nó nằm trong bàn tay hậu thiên. Hậu thiên là sao? Hậu thiên có nghĩa là cái khí lực của mình, được cái khí lực của mình lựa chọn. Nhưng mà bởi vì là cái đường thiên mệnh, lựa chọn của thiên mệnh, có nghĩa là mình từ hài lòng, từ bằng lòng với cái sự sắp bày đó, mà đôi lúc mình đi mà mình không biết, không biết, mặc dù là mình lựa chọn đấy, nhưng mà thực ra mình đang lựa chọn theo đúng cái sự sắp bày đấy. Và cái những cái người này ấy, thì cái tính bảo thủ của họ rất là cao. Nếu mà cái người trên bàn tay tiên thiên không có đường thiên mệnh mà bàn tay hậu thiên thì có đấy, thì cái tính bảo thủ của người này rất là cao. Và tuy nhiên thì họ là cái người có năng lực đó. Bởi vì có năng lực, tin vào khả năng của mình, tin vào những cái nhận định của mình, nên họ thường hay là khó để tiếp nhận được những cái sự góp ý từ bên ngoài. Đấy, đó là cái điểm khác nhau thứ hai. Bây giờ đối với cái trường hợp thứ ba, đó là cả hai bàn tay đều có. Đấy. Thì đối với cái người mà cả hai bàn tay đều có, như bàn tay tôi cả hai bàn tay đều có cái đường thiên mệnh. Thì đối với cái trường hợp mà người cả hai bàn tay đều có đấy, thì nó có một điều như thế này. Bây giờ nói cái trường hợp đường thiên mệnh tốt đi đã ha. Có nghĩa là cả hai bàn tay đều tốt. Thì có nghĩa rằng cái người này đấy, ngay từ lúc nhỏ họ đã có một cái sứ mệnh rồi, một sứ mệnh cho cuộc đời của mình, có thể là một cái sứ mệnh liên quan đến cái dòng họ của mình, liên quan đến gia đình của mình đấy. Và họ là chính là cái người tiếp nối ha, có một cái sứ mệnh tiếp nối về một cái về một cái công việc, hoặc là một cái có thể là một cái nghề nghiệp nào đó ha, một nghề nghiệp hoặc là một cái sự nghiệp nào đó. Chẳng hạn có những người mà người ta có cái nghề truyền thống của cha ông để lại, thì họ chính là cái người phải nối nghiệp của gia đình mình đấy. Thì khi mà trên hai bàn tay đều có, thì đến lúc đến cái tuổi mà tuổi lập thân, có nghĩa là bước vào cái tuổi trung niên, tính từ cái thời kỳ trung bình ấy, tính từ 25 tuổi trở lên đến 50, thì cái người này họ sẽ dần dần ngủ ra, và họ sẽ từ ý thức được mình phải có một cái sứ mệnh đó, có nghĩa là mình người đó từ hài lòng, từ bằng lòng đối với cái việc sắp bày đó. Đấy. Có cái sự sắp bày đó tốt hay là xấu thì các bạn cần phải chú ý xem cái sắc thái của cái đường sinh đường thiên mệnh ha. Thì tôi có thể chia ra một số cái sắc thái tốt và không tốt. Cái sắc thái tốt đó là cái đường thiên mệnh của trên bàn tay các bạn, đường thiên mệnh trên bàn tay các bạn, nó gọi là nó sâu, nó đều. Thì nó ví như cái gì? Nó ví như cái la bàn chỉ hướng của cuộc đời vậy đó. Người đó sẽ có một cái ý chí rất là tốt, luôn kiên định theo cái hướng mà mình đặt ra. Đấy. Còn trường hợp nếu mà nó lúc nông lúc sâu thì có nghĩa rằng thì cái người đó thường hay bất nhất, thường hay bị thay đổi, bị tác động từ cái môi trường bên ngoài. Đấy. Và cái môi trường bên ngoài thì có nghĩa rằng các bạn cần phải xem coi ở cái hướng bên tả hay là bên hữu. Nếu mà thuộc bên tả là bên trái đấy, thì có nghĩa là sự tác động từ cá nhân nội tâm hoặc là từ phía gia đình của mình. Còn nếu mà nó tác động từ phía bên hữu, có nghĩa là bên phải đấy, thì có nghĩa là tác động từ môi sinh, từ bên ngoài, từ phía môi trường làm việc,
từ phía là bạn bè hoặc là những cái người gần gũi với mình. Đấy. Thì đó chính là cái sự tác động. Còn trường hợp nếu mà cái đường thiên mệnh đó mà nó bị đứt khoảng thì đó là dấu hiệu không tốt tí nào cả. Nếu mà trên tương tay của chúng ta mà đường thiên mệnh nó bị đứt khoảng, nếu khoảng đứt càng xa thì nó càng báo đấy cho cái sự thay đổi của cái cuộc đời của mình càng càng lớn. Cái sự thay đổi ở đây nó có rất là nhiều cái sự thay đổi. Sự thay đổi về sức khỏe, hoặc là sự thay đổi về nhân sinh quan, hoặc là sự thay đổi về tình cảm, và cũng có thể là sự thay đổi về nghề nghiệp, có thể là một sự gián đoạn nào đó, và cũng có thể là một sự thay đổi về chỗ ở. Vậy làm thế nào để phân biệt được cái sự thay đổi đó từ đâu? Thì các bạn cần phải quan sát thêm cái hướng của những đường tác động khác lên cái đường thiên mệnh đó, nó từ bên tả hay từ bên hữu ha, thì chúng ta sẽ có thể luận đoán được là nó thay đổi từ đâu. Đấy. Và một cái dấu hiệu không tốt tiếp theo đối với cái đường thiên mệnh đó là gì? Đó là đường thiên mệnh có tính chất là ngoằn ngoèo, có nghĩa là nó không có thẳng mà nó cong nó uốn như là cái dạng hình sin vậy đó ha? Hoặc là như con rắn bò vậy đó. Đấy. Thì đối với là người cả nam lẫn nữ mà có cái tướng tay như vậy đấy, thì theo cái tướng thuật người ta nói đó là cái người bất chánh. Có một bất chánh là sao? Có nghĩa là cái sự chánh và tà của mình ấy, thì nó lúc thì theo chánh mà lúc thì theo tà. Đấy, nó không có nhất quán ha, không có nhất quán. Và nếu mà cái người phụ nữ mà có cái đường thiên mệnh mà có một đường chánh rồi mà còn có thêm một cái đường phù mà nó uốn như là cái hình con rắn, mà nó con rắn như trong cái biểu tượng của y tế mà có hình con rắn nó uốn lên đấy ha, thì đặc biệt đối với nữ nha, là không tốt một tí nào. Cái người phụ nữ đó các bạn cần phải xem lại cái tâm tâm của mình. Cái tâm của mình đôi lúc mình không có thật lòng với người thân của mình đâu, mình hay giấu giếm, hay giấu giếm, và đôi lúc có sự sa ngã trong cái vấn đề tình cảm ở bên ngoài, ha. Và cái kết cục mà mang lại cuối cùng cho mình ấy, là không tốt một tí nào. Đấy. Nếu bạn nữ nào mà có cái dấu hiệu đó xuất hiện ấy, thì các bạn nên điều chỉnh cái tâm ý của mình, và khi mà gặp những cái đối tượng bên ngoài người ta lôi kéo ấy, thì mình nên vững tâm lại nhé, vững tâm lại, bởi vì kết cục sẽ không không tốt đẹp cho bản thân của mình đâu. Đấy. Và một cái điểm, một yếu tố mà không tốt cho đối với cái đường đường thiên mệnh đó là cái đường thiên mệnh mà nó nhiều cái đường nó cứ nối liền nhau mà nó giống như là cái tiếp nối nhau. Đấy. Đường đó càng không tốt. Cuộc đời của mình sẽ rất là lận đận, lao đao, lúc thì lên lúc xuống. Đấy. Và mình có cái gọi là mình thường hay truân chuyên đó, đối với nữ đấy thường hay truân chuyên. Thì hết cho cùng đấy, thì đối với cái đường thiên mệnh thì nó biểu hiện là gì? Nó biểu hiện là cái người đó khó thoát ra khỏi được cái sự an bài của cái thiên mệnh, của số mệnh của đời mình. Nếu mà nó nằm ở trên cái đường bàn tay hậu thiên ấy, thì có nghĩa rằng mình là cái người hài lòng, từ hài lòng, từ đồng ý với cái sự sắp bày đó. Đấy. Và nếu cái sự sắp bày đó mà cái đường đó tốt thì đó là một sự sự tốt ha. Đấy. Còn trường hợp nếu mà cái trên đường sinh mệnh thiên mệnh đó, đường thiên mệnh mà nó có những cái nhánh đi về cái cung tốn, đi về cái cung gọi là cung khôn, hoặc là đi rẽ qua cái gò Thái Dương, thì đó là một điều cắt lời vô cùng cho cái tương tay của các bạn. Thì đối với các bạn nữ đấy, nếu mà trên trên bàn tay của mình mà không có đường thiên mệnh
thì là tốt hơn so với có đường thiên mệnh. Đấy. Bởi vì khi các bạn không có cái đường thiên mệnh đó thì cuộc đời các bạn đôi lúc cái sự an nhiên nó nhẹ nhàng hơn. Còn khi nó xuất hiện đường thiên mệnh có nghĩa là mình có mang theo một cái sứ mệnh, mang theo một cái nhiệm vụ này, nhiệm vụ kia mà mình, cái tâm của mình ấy, không thể nào mà buông ra được. Đấy, mình phải làm. Đấy. Nên bởi vậy mà sách cổ người ta gọi đó là cái đường thiên mệnh. Đấy. Thì trên đây là một số cái điều mà tôi gọi là bật mí về cái ý nghĩa đấy, về cái đường thiên mệnh, để quý bạn có thêm một cái cách nhìn để khi mà chúng ta quan sát vào tương tay của mình cũng như là cái tương tay của cái người thân của mình ha, mà có thì mình biết để mà có những cái đề phòng hoặc là phát huy ha. Cuối cùng xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này và xin chào, hẹn gặp lại các bạn.